Xin Y Đoàn thân ái mến chào anh chị và các bạn. Rất là vui gặp lại anh chị trên kênh của Xin Y Đoàn. Xin Y đang đứng ở phố đi bộ huyện Huệ. Bây giờ thì khoảng 10 giờ ngày 27 tháng 12 2021, chúng ta chỉ còn 4 ngày nữa thôi bước sang năm 2022. Và để cập nhật cái không khí, cái tình hình ở đường huyện Huệ có chuẩn bị gì cho năm 2022, thì mời anh chị chúng ta sẽ cùng lang thang với Xin Y một vài con đường, một vài địa điểm. Đây là trước mặt anh chị, đó là khách sạn Fresh. Đây là một cái giao lộ mà ngày xưa anh chị nhớ nó có một cái bồn binh, nó có những cây liễu mà Xin Y gọi đùa là những cây liễu ơ lỡ yêu. Và cái hướng trước mặt là chúng ta có đại lộ Lê Lợi để về chợ Bến Thành. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi một vòng anh chị ha, để coi cái không khí chuẩn bị năm mới như thế nào. Thường mọi năm thì sẽ có một cái lễ rất là đông vui để chào đón năm 2022, đó là countdown. Thì năm nay thì không biết như thế nào. Thì bây giờ mình sẽ đi một vòng anh chị ha, để anh chị cập nhật thông tin cũng như có những cái gì diễn ra ở phố đi bộ huyện Huệ này. Rồi chúng ta sẽ quay một vòng. Thời tiết Sài Gòn thì mấy hôm nay thì qua cái dịp Giáng sinh nó hơi se lạnh, nhưng mà mấy bữa nay thì nắng nóng nó cũng hơi oi ả một chút xíu, nhưng mà bầu trời thì cũng rất là đẹp. Sài Gòn bắt đầu đi một vài con đường thì thấy có sự khoe sắc đón xuân rồi anh chị. Mặc dù những cái dịch bệnh, những cái lo lắng vẫn còn đó, nhưng mà nó có một tí gì đó hy vọng. Và hy vọng rằng năm 22 sẽ là một cái năm hy vọng đem nhiều cái thuận lợi trong cái việc kinh doanh buôn bán, và cái dịch bệnh càng ngày càng bớt đi, không những ở Sài Gòn, ở Việt Nam và ở trên toàn cầu nơi các anh chị và các bạn sinh sống, đặc biệt những cô chú anh chị xa Sài Gòn đã lâu thì Xin Y cũng muốn cập nhật những hình ảnh này. Bây giờ thì chúng ta về nhà hát lớn thành phố. Đối với nhà hát lớn thành phố, như anh chị cũng biết, đó là Hạ viện Việt Nam Cộng Hòa năm xưa. Trước mặt và đây là một cái tòa nhà Aiden anh chị ha. Rồi chúng ta cùng đi với Xin Y. Xin Y thấy nhà hát lớn thành phố hình như họ đang làm một cái gì đó, thì bây giờ mời anh chị ha đến xem. Rồi chúng ta sẽ đi con đường Katina Tự Do Đồng Khởi, rồi qua một cái hẻm, rồi ra phố huyện, phố đi bộ huyện Huệ lại. Buổi tối thì nó sẽ có những ánh đèn lung linh sặc sỡ hơn, nhưng mà đối với ban ngày thì mình sẽ xem chi tiết hơn. Đây là một cái công viên phía trước nhà hát lớn thành phố, nhưng phía dưới là hầm anh chị, tuyến metro Bến Thành Suối Tiên. Một cái tuyến metro mà Xin Y cứ đợi từ năm này qua năm khác đến năm nọ, nhưng mà hiện tại cũng chưa xong gì cả. Đây chúng ta nhìn lại.
Đây, phía xa xa, phía trước mặt anh chị đó là cái đường để đi xuống cái ga ở phía dưới anh chị, như nó 3-4 tầng lực. Và sau này nó trở thành một cái khu trung tâm mua sắm trước khi hành khách trải nghiệm tuyến metro Bến Thành Suối Tiên hoặc là Bến Thành Tham Lương. Nhưng mà cái đó là chỉ là trong tương lai, không biết chừng nào xong. Và bây giờ chúng ta sẽ đi về nhà hát lớn thành phố. Chỉ còn 4 ngày nữa thôi, thì đây là một cái khoảng khắc mà Sunny cũng muốn cập nhật gửi anh chị. Khi nào mà tiện thì mình sẽ ra khu vực này chơi. Bây giờ Việt Nam cuộc sống bình thường mới rồi, nên chính vì cái việc đi lại cũng dễ dàng. Nhưng mà anh chị nhớ cẩn thận nha, khoảng cách, khẩu trang. Đây có một số bạn chụp hình tung tăng dưới phố để có một cái hình mẫu. Đi tới đi lui là đuối luôn đó. Rồi, đây là một cái khu vực mà người ta đang làm một cái sân khấu để Sunny chú ý xem coi là sân khấu gì ha. Một sân khấu có rất là nhiều cái tiểu cảnh họ đang làm. Và đây là khách sạn Continental và một con đường Katina tự do đồng khởi. Đây, chuẩn bị làm sân khấu để đón năm mới. Tùy đối tình hình dịch nên chính vì vậy khu vực trung tâm này, những khách sạn thì cũng rất là vắng anh chị, nó không có đông nhộn nhịp trong những năm trước. Mùa này thì cũng là rất là khó khăn cho cái ngành du lịch, đặc biệt các anh chị mà làm trong cái ngành du lịch, tour du lịch là tiêu. Mặc dù có một cái sắc lệnh là nối lại những cái chuyến bay thương mại, rồi chúng ta nhìn lại nhà hát lớn thành phố nha một lần nữa. Buổi tối thì ở đây chắc cuối tuần sẽ lên đèn rất là đẹp. Đây thì Sunny sẽ thứ sáu sẽ quay lại buổi tối gửi anh chị và các bạn. Bây giờ mình coi quan trọng là nó làm cái gì, có cao đao hay không. Rồi bây giờ chúng ta đi nha, người ta đang làm thì mình không có vào quay được. Bây giờ Sunny sẽ mang theo con đường Katina tự do đồng khởi nha. Không biết các anh chị như thế nào, mỗi lần mà thấy người đẹp là lòng Sunny sao xuyến mà riết mà bốn mắt, anh chị thấy không, nhìn ngó điều tiết riết bốn mắt luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đi mang theo con đường một tí thì thôi anh chị, chứ mà khu vực này cũng xin thưa anh chị là đang
cái việc kinh doanh đang ế ẩm, đóng cửa hàng loạt, không còn những cái chuỗi mà người ta bán hàng souvenir, hàng lưu niệm nữa. Bây giờ nếu mà bán hàng souvenir lưu niệm thì cũng đâu có ai mà mua anh chị. Người dân hết tiền rồi. Mà nếu có tiền thì cũng rất là ít người nào ra đây để mà người ta mua. Chỉ có khách du lịch. Đó, biết bao nhiêu người người phải phá sản. Khách sạn Caravel, khách sạn Sheraton nằm trên đường Đông Du, ngày xưa là Thái Lập Thành. Rồi tới con đường này thì Sunny sẽ đi vào men theo một cái con đường để ra phố đi bộ Nguyễn Huệ. Nơi đây thì nè, có từ năm 1948 nè, con đường Nguyễn Thiệp. Happy New Year 2022. Sheraton. Đường Đông Du này Sunny cũng có kỷ niệm. Lý do ngày xưa mà đi học nơi đây thì có những cái bến xe dù để đi về Vũng Tàu. Nó đậu Hàm Nghi, nó đậu con đường Đông Du Thái Lập Thành năm xưa. Khách sạn Bông Sen thì hiện tại thì không có khách. Rồi bây giờ mình sẽ mang theo một con hẻm, một cái khu người dân ở trong cái khu vực nhà đó anh chị. Hàng ngày thì khu vực đó bán hàng lưu niệm, bán vải vóc, hàng lưu niệm, bán tranh. Nhưng mà không biết thì như thế nào. Những căn nhà xưa cũ. Happy New Year. Thôi cuộc sống thì cũng nên hy vọng anh chị ha. Chứ nhiều lúc với những cái lo lắng, rồi mình sẽ thông qua những cái lo lắng đó thì mình sẽ đem tới những cái nỗi buồn man mác trong cái video, kể cả tựa đề. Mà ngộ lắm anh Việt, khi mà tựa đề nó hơi có một tí gì đó nó tiêu cực, lại là view lại nhiều, sao rất là lạ. Thôi mà mình cứ chân chất, mình nghĩ sao thì mình sẽ quay như vậy, nghĩ sao cái lòng mình hy vọng thì mình sẽ cảm thấy con người mình nó nhẹ nhàng hơn. Đổi ngoại tệ bên phải con đường Nguyễn Thiệp để chúng ta đi ra phố đi bộ. Một lát thì Sunny cũng sẽ ra khu vực đó.
Thanh Ni sẽ đi vào trong đây để đi ra huyện Huệ. Ngày xưa thì em trọng bán bún thịt nướng, bán bún riêu, rồi bán chanh, bán vải vóc rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ thì không biết như thế nào. Ở trong trọng là người dân người ta sống, sinh sống rất là nhiều. Rồi bây giờ chúng ta đi qua bệnh nha. Ngày trước thì ở đây thì bán chanh lụa, chanh sơn dầu, mỹ nghệ cao cấp. Và cái nguyên một dãy thì sáng đèn. Bán áo dài, vải, tơ lụa. Và bây giờ thì mình đi ra huyện Huệ thông qua con đường này. Quán hai bên thì anh chị thấy nè, đóng hết rồi. Khu nhà giống như ở tập thể. Thơm quá. Thơm quá, bún thịt nướng thơm quá. Này là bán chanh anh chị, bán chanh nhưng mà bây giờ người ta cũng đóng lại hết rồi. Bức nhận bức tranh sơn dầu. Rồi đây là phố đi bộ huyện Huệ. Bây giờ thì mình đi qua bên huyện Huệ anh chị ha. Dẫn anh chị đi dọc đó. Khi mà đi vào trong đó thì anh chị mới hiểu được người ta kinh doanh mua bán như thế nào. Ngay chỗ cái quán bún thịt nướng á, thì Sunny đã từng ăn ở đó cũng rất là nhiều lần. Quán thì bình dân, rất là ngon. Nên Sunny biết con đường đi tắt qua, thì từ đó mình cũng thể là so sánh lúc trước và bây giờ như thế nào, để anh chị hiểu cái việc kinh doanh ở khu vực trung tâm. Nếu mà không có khách du lịch, không có kiều bào về nước, thì thật sự mà nói khu vực trung tâm, chợ Bến Thành, những cái trung tâm thương mại rất là vắng. Nhưng mà xua tan những cái lo lắng, những cái cuộc sống khó khăn đó, thì trước mặt anh chị đó, người ta đang xếp một cái dàn, đó là cái lễ khao đao. Thì cái lễ khao đao này thì cũng chia sẻ với anh chị, tùy theo dịch bệnh nhưng mà đã vẫn diễn ra. Nếu mà hiện tại Sài Gòn đang là nguy cơ, vùng nguy cơ màu vàng, chuyển hay nếu mà sự chuyển sang màu cam thì hạn chế người vào khu khao đao này. Nếu màu xanh thì thoải mái rồi. Còn nếu mà cấp độ 4 là cấp độ đỏ, nguy cơ rất cao, thì sẽ làm vẫn khao đao và làm trực tuyến thông qua là những cái kênh YouTube của đài truyền hình.
báo chí. Đây, người ta đang làm cái countdown anh chị. Chỉ 4 ngày nữa thôi. Đó, cái tháp countdown. Thì vài ngày nữa thì mình sẽ thấy nó sẽ chuyển sắc. Bây giờ người ta đang làm cái dàn rất là lớn. Còn về bắn pháo hoa thì năm nay thì theo thông báo là không có bắn, nhưng mà cũng tùy theo dịch anh chị, tình hình dịch như thế nào. Nếu mà không có gì thay đổi thì Sinh Y sẽ cập nhật gửi anh chị và các bạn. Đó, cái tháp cao đao đó. Sài Gòn chơi lớn. Bên đây là họ cũng đang làm một cái dàn. Rồi chúng ta sẽ đi một vòng anh chị ha. Ngay chỗ nhà hát lớn thành phố thì có một cái sàn diễn ca nhạc, và nơi đây thì có một cái tháp cao đao. Tùy theo tình hình dịch. Vẫn còn một tí gì đó ở cái không khí Giáng sinh phía trước mặt anh chị. Thường thường những cái building thường thường họ làm những cái hình ảnh Giáng sinh, và vài ngày nữa thôi thì chúng ta sẽ thấy thay đổi với những sắc đỏ đón xuân. Sinh Y sẽ lại gần hơn để chúng ta thấy cái tháp cao đao thì nó cũng giống như năm ngoái thôi. Đứng đây thì anh chị sẽ thấy rõ hơn. Một cái sàn làm một cái sàn, một cái vòng tròn. Rồi Sinh Y sẽ quay một tí gì đó cái không khí Giáng sinh ở cái building trước mặt. Đây là một cái văn phòng cho thuê anh chị. Có những hộp quà nơi đây thì trang trí có vẻ đơn giản, mà thực sự mà nói cũng rất là sang.
bên xóm đạo Phạm Thế Hiển, quận 8. Thì nhìn cái không khí thì nó rất là sắc màu, nhưng mà nó nhạt mà nhiều màu quá anh chị, nhiều màu sắc quá. Lung linh thật đấy, nhưng mà nó có một cái gì đó nó hơi kém sang. Ví dụ như cái này, nếu bà con xóm đạo Phạm Thế Hiển nghe thì cũng thông cảm. Ví dụ mình tham khảo những cái lễ hội Giáng sinh ở bên nước ngoài, coi qua những cái chương trình đó thì anh chị thấy nó làm chuyên một màu sắc nào đó thôi, nhìn nó sang lắm. Rồi chúng ta sẽ đi một vòng nha anh chị ha. Đây là con đường Huỳnh Thúc Kháng. Nơi đây là chuyên bán băng đĩa ngày xưa đó. Mình sẽ nhìn xem cái cảnh mua bán dọc trên phố đi bộ Nguyễn Huệ này. Đây là cái quán cà phê Starbucks. Bây giờ vẫn còn những cái nhạc Giáng sinh réo rắt. Cô bán bánh cam. Đây là một cái nơi là quán ăn tự chọn. Ví dụ như có rất là nhiều cái món Việt Nam, ẩm thực Việt Nam, nó có từng quầy. Mình khi mình đi vào thì mình có một cái thẻ, họ phát cho mình cái thẻ 500.000. Thì đi đến cái quầy nào thấy là họ cà thẻ, nó sẽ trừ dần. Sau khi thưởng thức chè, cháo, bún riêu, bún thịt nướng vân vân xong, thế là người ta ra, người ta lấy thẻ đó, người ta cà lại thì khoảng bao nhiêu thì người ta sẽ tính tiền. Đây là một cái khách sạn riêng. Thì cũng không thể nào mà tránh khỏi là những cái cửa hàng đóng cửa. Đây là cái tòa nhà Ngân Phú Quốc Gia nằm trên con đường Ngô Đức Kế, Nguyễn Huệ. Rồi, mình sẽ đi một vòng. Mình ra con đường Võ Duy Nguy. Đây là một cái xóm trà và rất là nổi tiếng về cái xóm trà sữa. Nước ép trái cây, trà sữa sinh tố như một cái dãy thì anh chị một phần nào đó hình dung.
đóng hàng loạt. Người ta nói cơn lốc màu da cam, đây là cơn lốc dịch cúm. Và Sunny lại tiếp tục mời chúng ta sẽ đi qua một cái mò rất là lớn trước mặt anh chị, đó là con đường Võ Duy Nguyên. Tất cả mọi người vào đây thì cũng phải là có khai báo y tế và có một cái app để coi có chích hai mũi chưa anh chị ha. Bây giờ những người lớn tuổi đã chích mũi 3 rồi anh chị. Riêng Jenny thì cũng đang chờ đợi, chưa đến cái lịch mình chích, chưa đến cái thời gian. Con đường Võ Duy Nguyên ngày hôm nay là Hồ Tùng Mậu. Ngay chỗ cái gốc bánh mì Như Lan và con đường Hàm Nghi đó anh chị. Cái gốc Hồ Tùng Mậu và Hàm Nghi đó là bánh mì Như Lan. Office Police. Trước mặt anh chị đó là con đường Hàm Nghi. Nếu mà đi thẳng thì con đường này thì chúng ta sẽ đi ra cầu Móng, bến Chương Dương. Đây là một cái cập nhật hàng ngày gửi anh chị và các bạn. Đây à, Sài Gòn Sky Deck. Mà cho anh chị xem nha. Một tòa nhà mà nó có sân bay phía trên á, sân bay trực thăng phía trên. Đó. Tòa nhà rất cao, bây giờ mình sẽ đi ra con đường Nguyễn Huệ lại. Cái nhà này là cục quan thế ngày xưa nè, không biết có đúng hay không, nó nằm trên con đường bến Bạch Đằng. Cái mặt bên kia đó anh chị. Đây là một cái nơi văn phòng cho thuê nha anh chị ha.
cái góc này có một căn nhà nhìn rất là xưa. Đây chị thấy nhìn xưa không? Phở Hải Triều. Rồi đi tiếp nha anh chị ha, đi ra phố Nguyễn Huệ. Nguyên một dọc phở, cái món phở hình như là người Bắc kinh doanh thì nhiều, hương vị Bắc nhận đặc tiệc thôi nôi hội nghị, phở Hà, trà Việt. Góc này là phở Hà là của người Bắc. Rồi ở đây thì tòa nhà Ngân Khố. Đây, trước mặt anh chị đó là phố đi bộ Nguyễn Huệ. Sunny cũng rất là vui thực hiện một vòng để cập nhật cái không khí cuối năm. Chỉ còn 4 ngày nữa thôi là chúng ta bước qua năm 2022 rồi. Đây, tòa nhà Ngân Khố quay lại. Rất là đẹp. Bộ Y tế, Bộ Công thương và Truyền thông và Bộ Công an đề nghị người dân cung cấp cập nhật thông tin tiêm chủng. Một, cài đặt ứng dụng sổ sức khỏe điện tử trước khi tiêm chủng. Hai, cung cấp thông tin cá nhân chính xác khi tiêm chủng vaccine COVID-19. Rồi, tới đây thì Sunny cũng thân ái mến chào anh chị và các bạn. Rất là vui cập nhật được tình hình ở Sài Gòn những ngày cuối năm cận Tết. Không khí nó cảm giác nó nhẹ nhàng, thanh bình. Và hy vọng rằng đây là một video clip được gửi tới cô chú anh chị và các bạn, đặc biệt cô chú anh chị và các bạn không về thăm quê hương được, không về thăm cái Tết nguyên đán sắp tới. Và năm nay thì Sài Gòn có tổ chức countdown. Và tới đây thì xin đi cùng thân ái mến chào ha. Hẹn gặp lại anh chị trong những cái clip sau. Rồi bye bye anh chị ha. Hẹn gặp lại. Anh chị khỏe nha. Xin đi thân ái mến chào. Bye bye, hẹn gặp lại.